Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, trong số các doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động thì doanh nghiệp lớn chỉ chiếm chưa đầy 2%, doanh nghiệp vừa chiếm 2%, còn lại 96% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Quy mô nhỏ, tính chất phi chính thức lớn, quản trị yếu kém, công nghệ thấp, khó tiếp cận nguồn vốn, khó tiếp cận thị trường đang là thực trạng phổ biến của các doanh nghiệp trong nước. Vậy làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh của khối doanh nghiệp này trong bối cảnh hội nhập? Đây chính là vấn đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này với chủ đề Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để hội nhập quốc tế. Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau để thấy rõ những khó khăn của doanh nghiệp trong nước đang phải đối mặt. Là doanh nghiệp nhỏ và vừa, công ty trách nhiệm hữu hạn Tầm nhìn Quốc tế chuyên sản xuất các linh phụ kiện phục vụ cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài như Đài Loan, Hàn Quốc, tại Hà Nội và khu vực lân cận. Mặc dù nhận thức về vai trò của đổi mới công nghệ, song doanh nghiệp này không thể thực hiện được bởi gặp khó khăn trong tài chính. Với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hiện tại đang rất là thiếu vốn. Vốn để làm gì? Vốn để đầu tư một cách bài bản, một cách quy mô, một cách bài bản và tạo ấn tượng tốt cho khách hàng. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là về cái mặt bằng sản xuất. Như mọi người thấy là cái mặt bằng sản xuất của bên mình hiện tại cũng chỉ có 600 mét vuông thôi. Đấy thì để mà đầu tư một cách quy mô bài bản thì rõ ràng một điều là trong 600 mét vuông thì chúng ta không thể làm được một cái gì. Trên thực tế, khu vực kinh tế tư nhân đã phải vật lộn với bao khó khăn thử thách trong những năm qua. Khảo sát doanh nghiệp của VCCI vừa công bố vào giữa năm 2015 đã cho thấy gần 70% doanh nghiệp kinh doanh không có lãi, một số doanh nghiệp phải đóng cửa, số còn lại chủ yếu nằm trong khu vực phi chính thức, quy mô rất nhỏ hoặc nhỏ và vừa. Theo tôi nghĩ thì khó khăn của doanh nghiệp của chúng tôi nói chung là trong lĩnh vực ví dụ như là liên quan đến về vốn và một số vấn đề liên quan về cái nhu cầu sức mua tại thị trường trong nước vẫn còn chưa cao, và chúng tôi hy vọng rằng là từ giờ đến cuối năm thì sẽ có những cái tín hiệu tốt từ thị trường. Xin cảm ơn. Theo báo cáo của Cục Quản lý và Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng là 62.713 doanh nghiệp, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 14.843 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 47.870 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Cùng với đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh trong 11 tháng là 8.468 doanh nghiệp. Trong đó, phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ, có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự yếu kém trong năng lực nội tại của doanh nghiệp Việt, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Còn cái việc mà các doanh nghiệp đóng cửa phá sản thì nó không thuần túy là cái chỗ là không có đầu ra, mà nó liên quan đến toàn bộ cái chất lượng hoạt động nội bộ của hệ thống doanh nghiệp. Rồi liên quan đến cái tính thiếu tin cậy trong các quan hệ đối tác, nó thiếu tin cậy trong hệ thống tiêu chuẩn, nó thiếu tin cậy trong tất cả những cái hoạt động khác của họ đối với các đối tác và thị trường. Và chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng của công nghệ, chất lượng của quản trị, tất cả những điều đó là những nguyên nhân rất quan trọng đã dẫn tới sự đổ vỡ và đóng cửa phá sản của rất nhiều doanh nghiệp vừa rồi. Hiện nay, số lượng các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn của Việt Nam chỉ chiếm khoảng 4%. Không chỉ thiếu doanh nghiệp dẫn đầu, Việt Nam còn thiếu cả một khu vực đủ lớn các doanh nghiệp cỡ vừa, đủ sức tiếp cận thị trường mới, công nghệ mới và trở thành đối tác của các tập đoàn đa quốc gia. Qua phóng sự trên, chúng ta có thể thấy năng lực nội tại của doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều yếu kém cả về quy mô, năng lực quản trị, công nghệ hay tiềm lực tài chính. Trong khi đó, Việt Nam đang đánh dấu một bước ngoặt lớn với hàng loạt các FTA đã hoàn tất đàm phán và ký kết. Điều này đặt ra cho các doanh nghiệp những thách thức không nhỏ trong bối cảnh hội nhập. Những ưu đãi mà doanh nghiệp có được khi hội nhập đã nhìn thấy rõ. Với TPP, FTA Việt Nam-EU, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và nhiều hiệp định thương mại tự do sẽ giúp giao thương của Việt Nam với các nước mà Việt Nam ký kết sẽ dễ dàng, thông thoáng hơn. Đặc biệt, lợi ích trước tiên là lộ trình thuế quan của những hiệp định này đều được dự báo với hơn 99% các dòng thuế sẽ về 0%. Tuy nhiên, để hưởng được những ưu đãi này vẫn đang là một thách thức lớn với doanh nghiệp. Hiện nay, nhiều tiêu chí mà các hiệp định đặt ra, khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp vẫn còn rất hạn chế. Điển hình như nguyên tắc xuất xứ nguồn nguyên liệu vẫn là bài toán khó với hầu hết doanh nghiệp nước ta. Với những cái thị trường nó độ mở như thế, cụ thể là thuế mà giảm như thế thì rõ ràng là nhu cầu nó sẽ đổ dồn về Việt Nam. Đổ dồn về Việt Nam thì cơ hội để các doanh nghiệp có thêm việc làm, có thêm đơn hàng là rất lớn, cũng như là cơ hội để gia tăng
chia cái phần lợi nhuận đấy, thế là ra lớn, là thuận lợi. Nhưng mà cái thách thức của nó, như chúng ta biết, muốn được hưởng cái lợi nhiều ấy thì chúng ta phải tuân thủ những cái quy định của người ta, ví dụ như là vải phải được sản xuất ở Việt Nam chẳng hạn, hoặc là công thức Jan Fo Wood. Bây giờ cái ngành thuộc gia đang lúng túng ở cái chỗ là không có cái khu trung tâm để tập trung cho công nghệ thuộc gia. Nếu không có cái trung tâm thuộc gia này thì phải nói chúng ta nhập gia, mà đã nói tỷ lệ trên đôi giày là cái mũ gia nó chiếm khoảng 40-50%, mà cái TPP phải đòi hỏi là trên 50% xuất xứ, và lộ trình còn tăng nữa, cái mạch còn tăng nữa. Đó, cái này là đúng ra cái TPP là muốn giúp cho Việt Nam sản xuất nguyên phụ liệu tại chỗ để được hưởng những cái gì TPP đem đến cho Việt Nam, trong khi chúng ngành đôi giày chúng ta lại không có trung tâm để làm cái nguồn gia này. Đó, cái đây là phải nói là rõ ràng là cái này là cái điều khó. Theo thống kê gần đây của các cơ quan về xử lý các vụ kiện phòng vệ nước ngoài, con số thống kê số vụ việc phòng vệ thương mại của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam hiện nay có tổng số 98 vụ, trong đó về chống bán phá giá có 59 vụ. Riêng từ đầu năm đến nay có 11 vụ chống bán phá giá với hàng Việt Nam xuất khẩu, trong đó có 6 vụ về mặt hàng thép. Tính trung bình, mỗi tháng Việt Nam đối diện với một vụ kiện phòng vệ thương mại. Phần lớn các vụ kiện xảy ra có xu hướng gia tăng ở những thị trường mà Việt Nam có FTA như Hoa Kỳ, EU và một số quốc gia khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia. Các sản phẩm bị điều tra hiện không chỉ tập trung ở những nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu cao như thép, sợi, thủy sản, tôm, cá tra, mà ngay cả nhóm hàng có kim ngạch thấp cũng bị quan tâm. Bên cạnh đó, xu hướng hiện nay không chỉ là kiện đơn mà còn kiện kép, kiện chùm và kiện domino. Xu hướng cho thấy là với cái việc là FTA ký kết càng ngày càng nhiều, thuế giảm về không thì các doanh nghiệp sẽ càng ngày càng sử dụng nhiều hơn cái biện pháp phòng vệ thương mại như là một cái van cuối cùng của mình để giúp doanh nghiệp tránh khỏi cái việc phải phá sản. Đối với Việt Nam thì chúng ta có thể thấy rõ đấy là các cái FTA ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì là trong số các vụ kiện mà Việt Nam chúng ta đã phải chịu từ các nước trên thế giới thì trong số đó phải đến 3/4 là vụ việc đến từ trong vòng 3 năm gần đây ấy, là đến từ các nước mà có FTA với Việt Nam, đã và đang đàm phán FTA với Việt Nam. Trong cuộc thăm dò của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố thì chúng tôi thấy rằng những cái khó khăn lớn nhất là, một là người ta thiếu thông tin, người ta không có một cái đơn vị nào gọi là thống nhất tập trung những cái thông tin để chúng ta hội nhập, mà ta tìm ở bộ này một ít, tổ chức kia một tí, sở nọ một tí, và doanh nghiệp rất khó khăn trong tiếp cận để thông tin giải quyết công việc của mình. Như vậy, mặc dù hội nhập mở ra nhiều cơ hội, song thách thức mà các doanh nghiệp phải đối diện cũng không hề nhỏ. Theo các chuyên gia kinh tế, nếu vượt qua thách thức, kinh tế Việt Nam sẽ có bước phát triển vượt bậc thời gian tới. Bên cạnh đó, thông qua quá trình tự do hóa, hội nhập kinh tế tạo ra những lợi thế mới thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa các nước, giúp Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu. Thưa quý vị, nhận thấy nhiều thách thức cùng khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập, vừa qua các cơ quan chức năng đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp như triển khai nhiều chương trình giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn lãi suất thấp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên đến nay, kết quả của những chính sách này vẫn còn nhiều hạn chế, cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của chính phủ và doanh nghiệp. Sau đây là ghi nhận của chúng tôi. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thời gian qua, nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, góp phần nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp, các cơ quan chức năng cũng đã có nhiều hành động cụ thể như nhiều chính sách biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn với các gói vay ưu đãi được đề ra cho nhiều ngành, lĩnh vực, mà điển hình như Nghị định 55/2015 NQCB về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn hay mô hình kết nối ngân hàng doanh nghiệp được thực hiện trên phạm vi cả nước. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ thông qua cái nghị quyết 02, đối với thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp, mục đích để giúp cho ngân hàng giải quyết được cái dòng vốn đầu ra của ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố, đồng thời cũng giúp cho doanh nghiệp tiếp cận được vốn ngân hàng với lãi suất phù hợp. Thì thành phố đã chủ động và phối hợp với ngân hàng nhà nước triển khai cái chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, hầu hết doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn khó vay vốn. Theo thống kê sơ bộ, hiện nay với 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động trên cả nước, hiện chỉ có 30% doanh nghiệp vay được vốn, còn lại 70% doanh nghiệp phải sử dụng vốn tự có hoặc vay vốn từ các nguồn khác với chi phí rất cao. Để vay được ngân hàng với một cái lãi suất rẻ hay lãi suất ưu đãi, thì câu chuyện này
cũng là một câu chuyện không dễ dàng. Bởi vì sao? Để được vay với lãi suất ưu đãi của các tổ chức tín dụng thì doanh nghiệp phải hội đủ các cái điều kiện. Mà những điều kiện đó đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như ở Việt Nam thì chắc chắn một điều rằng cũng rất khó và cũng rất ít. Do vậy hầu hết các doanh nghiệp phải vay với cái lãi suất thông thường. Bên cạnh một cái việc nữa, có những doanh nghiệp không vay được ngân hàng, phải tự tìm đến khoản vay của người thân, từ những đối tác, từ những người thân với cái lãi suất cao. Bên cạnh đó, giải pháp nổi bật nhất trong hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Thực hiện mục tiêu này, Nghị quyết 19 đã hai lần được đề ra với nhiều hành động cụ thể như thực hiện nộp thuế, làm thủ tục hải quan điện tử, sửa đổi và ban hành nhiều quy định mới, rút ngắn và đơn giản thủ tục cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết quả công bố gần đây cho thấy, nhiều chỉ tiêu đề ra vẫn chưa được kỳ vọng, khâu thực thi còn nhiều hạn chế, doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Mặc dù năm ngoái có một nghị quyết 19 của chính phủ nói về cái việc là nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, năm nay lại có một nghị quyết 19 thúc giục cái việc này rất là dữ, một quy định cũng rất là chi tiết, rất là cụ thể cho từng bộ từng ngành. Tuy nhiên là không, sự chuyển biến là chưa đáng kể. Tôi nghĩ rằng là cần phải được hoạch định rõ về mặt thời gian để chúng ta có được những cái công cụ một cách chi tiết hơn. Thông thường thì với cái nghị quyết đưa ra thì cái hướng dẫn thực hiện hay là để biến thành một cái thực tế cái công cụ đó thì nó quá chậm. Tôi nghĩ rằng thay đổi cái cách làm thế nào để thật sự rằng khi có nghị quyết thì lập tức là có ngay được những cái công cụ bên dưới nghị quyết để cho doanh nghiệp mà không phải chờ đợi nữa. Cái sự chờ đợi đôi lúc nó mệt mỏi hơn là cái sự làm việc tốn nhiều cường độ. Theo báo cáo về năng lực cạnh tranh toàn cầu 2015-2016 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố gần đây cho thấy, mặc dù đã tăng 12 bậc từ vị trí 68 trên 140 trong báo cáo giai đoạn 2014-2015 lên hạng 56 vào năm nay, tuy nhiên trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn đứng sau nhiều quốc gia như Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng và chuyên gia tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2015 diễn ra vừa qua, đánh giá hiện nay năng lực cạnh tranh phần lớn các doanh nghiệp nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, khả năng cạnh tranh trong hội nhập vẫn còn rất kém. Theo các chuyên gia kinh tế, khu vực kinh tế tư nhân trong nước phải là động lực tăng trưởng chính, đảm bảo tính tự chủ của nền kinh tế và đảm bảo sự kết nối có hiệu quả giữa khu vực FDI và khu vực kinh tế nội địa. Do đó, chính phủ cần có chương trình hành động tổng thể thúc đẩy phát triển khu vực doanh nghiệp này trong thời gian tới. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình VITV. Thưa ông, Việt Nam đang trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Ông đánh giá như thế nào về cái sự chuẩn bị của các doanh nghiệp mà Việt Nam hiện nay ạ? Trong cái cộng đồng 500.000 doanh nghiệp đó, thì các doanh nghiệp lớn chỉ chiếm chưa đầy 2%. Các doanh nghiệp cỡ vừa cũng chiếm khoảng 2%. Còn lại 96% là các doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ. Và điều đó cho thấy cái sự yếu kém về quy mô của các doanh nghiệp. Thông thường cái số lượng doanh nghiệp mà khoảng 2% là doanh nghiệp lớn thì đối với nền kinh tế nào cũng thế thôi. Số doanh nghiệp lớn không thể nhiều. Nhưng số các doanh nghiệp cỡ vừa chỉ có 2% thôi thì đó là một cái điểm không bình thường của cái cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Và chúng ta biết là cái thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới là phải có khả năng tham gia vào các cái chuỗi giá trị toàn cầu. Quy mô quá nhỏ thì rất khó có khả năng có thể thâm nhập vào các chuỗi giá trị đó. Cho nên cần phải có những cái giải pháp tích cực về mặt chính sách để thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam có thể lớn lên với quy mô và lớn lên về quản trị, về công nghệ để có thể thích ứng được đối với một cái giai đoạn mới của nền kinh tế Việt Nam. Thưa ông, trong thời gian qua, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, nghị định về cải thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Vậy ông đánh giá như thế nào về những chính sách này ạ? Trước hết phải nói rằng từ 2004 cho đến nay thì chính phủ đã thực hiện những cái biện pháp mà tôi nghĩ là những biện pháp có tính chất đột phá trong cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của các doanh nghiệp. Nghị quyết 19 2014 và 2015 đã đặt ra một cái mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư ở Việt Nam
để làm sao Việt Nam có một cái môi trường kinh doanh đầu tư thuộc nhóm đứng đầu ASEAN. Đấy là một cái quyết tâm rất là lớn, và kèm theo cái đó là một cái chương trình hành động rất là cụ thể đối với từng bộ ngành, thể hiện ở từng con số một trong cái thời gian giải quyết các cái thủ tục để gia nhập thị trường cũng như để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đã trình với Quốc hội ban hành cái luật đầu tư và luật doanh nghiệp mới, cũng theo cái tinh thần đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo minh bạch và bình đẳng hơn. Cái đó cũng là một cái động cơ để thúc đẩy cái cải cách. Và gần đây thì chính phủ cũng đã đưa ra một cái nghị quyết mới về chính phủ điện tử, cái nghị quyết 32A của chính phủ để thực hành. Đồng thời với nghị quyết 19 về cắt giảm các cái thủ tục hành chính, thì cái việc thực hiện mạnh mẽ cái chính phủ điện tử sẽ làm cho cái môi trường kinh doanh ở Việt Nam trở nên minh bạch hơn. Các cái thủ tục hành chính được thực hiện với người dân và doanh nghiệp với lại các cái cơ quan chính phủ và thực hiện nhanh chóng hơn. Và một loạt các cái nỗ lực của chính phủ trong việc đàm phán và mở cửa thị trường, những cái đột phá trong cái mở cửa thị trường bằng các cái hiệp định thương mại tự do như vậy cũng tạo ra cái bước đột phá để tạo cái không gian lớn hơn cho các cái doanh nghiệp. Tôi nghĩ là những cái nỗ lực cải cách trong nước cộng với những cái nỗ lực hội nhập tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nó tạo nên một sức cộng hưởng để thúc đẩy cái nền kinh tế và các doanh nghiệp bước sang một cái giai đoạn mới. Thưa ông, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, vậy theo ông làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam ạ? Trước hết là chính phủ phải kiên định và thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra. Làm sao cho cái bộ máy công chức thừa hành ở cơ sở phải thực hiện đúng theo cái định hướng của người đứng đầu chính phủ. Để chúng ta có một chính phủ thực sự vì dân, vì doanh nghiệp, và chính phủ phục vụ người dân và doanh nghiệp. Những cái nỗ lực trong cải cách hành chính, cải cách tư pháp thì đang được triển khai theo hướng này. Bên cạnh cái trách nhiệm của chính phủ thì cái trách nhiệm của chính bản thân cộng đồng doanh nghiệp cũng rất là quan trọng. Cộng đồng doanh nghiệp phải có những cái nỗ lực để đổi mới về tư duy và đổi mới trong cái hành động. Và rõ ràng là một cái yêu cầu tái cấu trúc, một yêu cầu lột xác của các doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Chúng ta đều biết là các cái doanh nghiệp Việt Nam hiện nay phần lớn quy mô vừa và nhỏ. Và trên thực tế là đại đa số là nhỏ và siêu nhỏ. Mà cái năng lực về quản trị, cái trình độ về công nghệ và cái chất lượng của nguồn lực còn rất là thấp so với yêu cầu của hội nhập. Cho nên các doanh nghiệp phải đổi mới tư duy, phải tái cấu trúc lại. Cùng với cái sự hậu thuẫn của chính phủ trong cái việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như trong cái việc thúc đẩy mạnh mẽ cái một cuộc cách mạng trong đào tạo nguồn nhân lực để các cái doanh nghiệp Việt Nam có thể có được cái nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cái yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình VITV. Cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website www.vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.